nữa khi mà quý cô dân tộc hoặc sắc tộc của chúng ta mà đi lấy những cái bọn ngoại tộc kia thường thì quý cô chỉ sinh ra những con gái mà thôi vì cái sự ngoại tình với chú cha cho nên chú cha không có chúc phúc lành à, tuy nhiên rồi sau đó con gái của quý cô mà đi lấy cái bọn ngoại tộc kia thì sau đó con gái của của họ không còn là sắc tộc hoặc dân tộc của chúng ta nữa đâu đúng không